Quá rẻ rồi các bạn ơi, Snapdragon 8 Plus Gen 1 mà giá chưa tới 10 triệu. Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Redmi K50 Ultra hay còn gọi là Redmi K50 Extreme Edition. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về chiếc máy này nhé. Lý do tại vì sao thì bởi vì chiếc máy này vừa được giảm giá sâu này, cộng với cả có các phiên bản phần mềm ngon nha. Thành ra mình thấy bây giờ chiếc Redmi K50 Ultra là một chiếc máy rất đáng mua trong tầm giá. Cụ thể như nào thì ok, bắt đầu nhá. Rồi, link mua hàng của chiếc K50 Ultra thì mình sẽ để dưới phần mô tả cộng với cả bình luận ghim của video nhé. Các bạn click vào để tham khảo các chương trình khuyến mại mới nhất. Đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ một chút về ngoại hình của chiếc K50 Ultra này. Chờ xíu mình lau đã. Đó. Mặc dù máy sở hữu kính mờ các bạn nhé, nhưng mà cũng để lại vân tay khá là nhiều. Và theo quan điểm của mình ấy, thiết kế của chiếc K50 Ultra sẽ là một cái thiết kế an toàn nha. Nói chung là mình không có điểm gì chê về chiếc máy này cả. Nhìn rất là ưng mắt, cầm nắm ok, không phải cần tay, tại vì khung với cả mặt lưng đều sẽ được bo tròn. Màu sắc cũng rất là trẻ trung năng động nhỉ, cụm cam trending này. Đây sẽ là phiên bản màu xanh nha. Có trang điểm nếu về thiết kế của chiếc K50 Ultra thì theo mình sẽ là về khoản chất liệu. Cái khung của máy sẽ chỉ là nhựa thôi các bạn nhé. Nhưng mà các bạn gắn ốp vào thì ok, chả ai biết. Trọng lượng với cả độ mỏng đều vừa phải nha, không vấn đề gì cả. Chuyển sang phần mặt trước của máy, chúng ta sẽ nói về khoản màn hình. Ưu điểm của chiếc máy này là phần cầm màn hình khá mỏng nhỉ? Nó sẽ cân đối so với cả viền hai bên cộng với cả viền trên. Camera sẽ đặt ở giữa này, nhìn rất cân đối luôn. Ngoài ra về chất lượng hiển thị của màn hình này thì mình cũng thấy rất là ok nha. Nó sẽ là màn hình OLED này, độ phân giải 1.5K, tức là độ phân giải nằm giữa Full HD với cả 2K đó. Tần số quét sẽ là 120Hz này, mượt mà, hiển thị màu sắc lên tươi tắn. Góc nhìn các thứ đây, mình sẽ vào trong cái phần màu trắng cho các bạn xem này. Cái lớp hiển thị của máy rất là sát cái phần kính phía trên nha, nhìn rất là ok. Và khi mà các bạn nghiêng các góc này, đó, màn hình nó sẽ không bị biến đổi màu sắc và không bị tối đi. Màn hình 1.5K nó có nét hơn Full HD một chút, nên là khi mình để những cái phông kiểu cá tính như này, những cái nét của nó sắc hơn ấy thì sẽ không bị rỗ các bạn nhá. Đây, bật một đoạn video cho các bạn xem rõ hơn. Góc nhìn rất tốt, nghiêng các kiểu, màu sắc thì lên tươi tắn, trong, không có vấn đề gì cả. Đấy, nét chưa? À, còn một điểm nữa. Máy có tần số quét là 120Hz và trong setting của máy ấy, thì các bạn không thể chỉnh được xuống 90 nha. Đó, Xiaomi thì thường không có. Nhưng mà các bạn có thể dùng cái phần mềm là Set Edit để chỉnh tần số quét về 90. Tại vì đây là một tấm nền khá là xịn sò, nó có hỗ trợ nhưng mà chẳng qua là Xiaomi không cho mình chỉnh mà thôi. Tiếp theo sẽ là về loa ngoài. Em này sẽ có hai loa stereo này. Về chất âm thì mình thấy ổn nha. Ổn chứ chưa phải xuất sắc. Chất âm thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà được cái hai loa trên và dưới rất đều nhau các bạn nhé. Tại vì cái phần loa phía trên ấy sẽ được làm tách riêng ra, không gộp chung với cả loa đàm thoại. Mình có một bài test khá là kỹ rồi. Khi mà so sánh chiếc K50 Ultra với một vài máy như kiểu là Redmi K50 này, hay là K50 Gaming, Realme GT Neo 3 và GT2 Master Exposure Edition, thì độ lệch hai loa trên và dưới của chiếc K50 Ultra ấy thậm chí là nhỏ nhất luôn, rất là xịn. Điều này giúp cho khi mà các bạn xem phim này hay là chơi game bắn súng các thứ ấy, xác định vị trí địch rất là tốt luôn. Và nhắc tới chơi game thì đó, máy sử dụng con chip Snapdragon 8 Plus Gen 1 mạnh nhất hiện tại của thế giới Android, hơn 1 triệu điểm AnTuTu mà mức giá chỉ khoảng dưới 10 triệu. À, thực sự với con chip này thì các bạn yên tâm nha, chiến mọi game max setting luôn, kể cả là Genshin Impact. Khi mà up máy sang phiên bản ROM EU này thì chúng ta sẽ không còn tìm thấy cái app Joy Share ở trong setting nữa. Đây, tìm thì sẽ không ra đâu, nên là mình chưa xóa được. Nhưng mà kể cả vậy nhá, khi mà chơi Genshin Impact, max setting vẫn rất là ngon lành. Cụ thể thì trung bình các bạn sẽ được khoảng 53fps trong tầm 6 phút đầu ấy, khi mà máy mát ấy, chơi cực phê luôn, toàn 5x mới cả 60. Sau 6 phút thì nhiệt độ của máy bắt đầu nóng lên, thậm chí lên tới 47 độ C các bạn nhá, cầm khá nóng ấy. Thì khi này FPS nó sẽ kém ổn định hơn, gập ghềnh khá nhiều, xuống 4x khá thường xuyên. Nhưng mà tổng thể chơi vẫn ổn nha. Và các bạn lưu ý, đây là mình chơi max setting cực cao với cả 60fps, không phải chiếc máy nào cũng chơi được max setting này đâu. Và cái con số trung bình 53fps khi mà chơi mức đồ họa này ấy, thực sự là một con số rất tốt rồi. Với một con chip mạnh mẽ như vậy thì các bạn cứ yên tâm dùng chiếc Redmi K50 Ultra chơi game trong một vài năm tới max setting. Mấy cái game phổ thông như kiểu FIFA, Liên Quân kiểu khi max setting 3-4 năm luôn, yên tâm nhá. Nói thêm về cái khoản ROM EU trên chiếc máy này thì đây, cụ thể nó sẽ là MIUI 13.0.7 này, Xiaomi.eu. Khi mà up sang thì nó sẽ hiện đời máy là Xiaomi 12T Pro. Nhưng mà các bạn vẫn sẽ dùng được cam bình thường nha. Đó.
Khi mà up sang phiên bản Rameau này thì nhiều bạn sẽ quan tâm cái vụ là trễ thông báo có được khắc phục hay không đúng không? Thì bọn mình cũng có bài test rồi. Thông báo của máy hoạt động khá là ok các bạn nhá. Tương đối ổn định, tương đối thôi. Nó sẽ tốt hơn ROM gốc rất nhiều nhưng mà không thể nào mà chính xác 100% được như kiểu là Samsung hay là iPhone. Kiểu gì trong ngày các bạn cũng sẽ bị miss khoảng một vài lần nhá. Mình thấy các máy xét tay Trung Quốc thì máy nào cũng vậy, kể cả là Oppo này hay là OnePlus các thứ ấy. Fake kiểu trời, trong ngày sử dụng kiểu gì cũng sẽ bị miss một vài lần. Nhưng mà như vậy mình thấy cũng khá là ok rồi. Các bạn dùng cho công việc ổn hơn ROM gốc rất nhiều. Và khi này thì các bạn sẽ có full tiếng Việt này, có sẵn xe play các thứ luôn, dùng ngon lành. Máy 2 sim 2 sóng dùng ok, các cổng hồng ngoại cũng hoạt động bình thường nha. Về pin và sạc của chiếc Redmi K50 Ultra thì mình nghĩ là cũng không chê được nha các bạn. Viên pin 5000 thì khá là chuẩn mực rồi. Mình nghĩ nó đủ trâu để các bạn dùng một ngày thoải mái. On screen từ 6 tiếng đổ lên, đó, dùng hỗn hợp cơ bản. Sạc của máy thì các bạn yên tâm, gọi là siêu nhanh luôn, 120W. Bọn mình có test thực tế thì các bạn sẽ chỉ mất khoảng hơn 20 phút thôi, tầm 23-24 phút để sạc từ 1% lên 100% pin nha. Chả bao giờ phải lo nghĩ về khoản sạc cả, cắm veo cái là xong. Về khoản camera thì em này sẽ có cam chính là 108 chấm này, nghe oai phết nhỉ. Nhưng mà mình nói trước là chất lượng chụp ảnh không quá tốt đâu nha. Tại vì đây là một chiếc máy Xiaomi mà, thương hiệu Redmi. Thường thì những máy Redmi sẽ chụp ảnh không quá ngon. Nếu mà chụp ăn ngay thì các bạn sẽ bị một vài tình trạng như kiểu là ảnh hơi tối một chút này, cộng với cả hơi bị ngả sang màu vàng một chút. Đó, đối với những bạn mà biết chỉnh sửa ảnh một chút thì ok hơn. Tại vì đó, các bạn chỉ cần chỉnh sáng lên này, cộng với cả chỉnh màu sang xanh một chút là nhìn rất ok luôn. Máy có chống rung quang học OIS nên là mình thấy quay video cũng rất là ok, không bị rung tay quá nhiều. À, nhưng mà đó là cam chính thôi nhá. Chứ còn cái cam siêu rộng của máy thì mình thấy chất lượng khá là cùi, gọi là đủ dùng cơ bản nhất thôi. Buổi tối mà các bạn ra ngoài đường thôi, gần như là cái cam siêu rộng này sẽ bỏ đi nhá, tại vì chụp nó thực sự rất là xấu luôn đấy. Một điểm cuối, chiếc K50 Ultra thì sẽ có vân tay bên trong màn hình. Đây, tốc độ ok, chính xác, không có vấn đề gì cả. Mỗi tội là vị trí theo mình thấy là chưa hợp lý cho lắm, nó hơi thấp nhá. Tay của các bạn sắp ảnh với khá nhiều khi mà dùng hàng ngày. Giá như mà máy đặt ở phía trên này ấy, thì sẽ ok hơn. Rồi, tổng kết lại, khi mà chiếc Redmi K50 Ultra được giảm giá sâu như vậy xuống dưới 10 triệu thì thực sự theo mình thấy đây là best choice rồi. Giải trí ok, cộng với cả làm việc cũng khá là ổn áp. Hiệu năng thuộc dạng là best tầm giá luôn đấy. 10 triệu mà có Snapdragon 8 Plus Gen 1 siêu siêu mạnh. Up sang Romeo thì full tiếng Việt này, thông báo ngon, hiệu năng vẫn ổn. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Redmi K50 Ultra trong tầm giá 10 triệu thì có máy nào ngon hơn chiếc máy này không? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của em nó thì mình sẽ để dưới phần mô tả cùng với cả bình luận ghim của video. Rồi, xin chào, bye bye.